Anh ơi, anh có thấy người không? À, Nhã Hưng đó hả? Dạ. Nhã Hưng đi ra ngoài có xíu việc rồi. Chỉ uống gì không? Mình làm cho. Ủa, không lẽ phục vụ mới hả ta? Cũng dễ thương đó. Ủa, vậy bây giờ khách uống cà phê rồi mình ngồi ở đâu ta? À, trời, qua đây, qua đây. Nè, qua đây. Rồi, biết điều vậy là tốt đó. Rồi. À, bạn dơ, thôi để vô lấy khăn lau. Ủa, thì còn phải hỏi hả? Thì phải vô lấy chứ. Cho tôi ly nước cam. Nước cam. Nước cam. Mà nhớ nha, lấy nước cam cho tôi đó. Rồi lấy một cái ly nước cam mà nhiều cam một chút. Ít đường thôi. Với lại cam làm sao mà phải vắt ra từng tép để khi mà tôi uống vô á, nó có từng tép trong này nè. Cái tôi cắn nó sực sực, nó giòn giòn. Ngon, hiểu không? Khẩn trương giùm chút đi. Rồi, vô đi, anh đi làm liền. Trời ơi. Ủa, sao vậy? Cái gì vậy? Hả? Ủa, làm nước cam cho bà bầu hả? Thì cái size chị cũng giống. Tưởng tôi có bầu hả? Trời ơi, cái mặt trẻ măng như vậy mà có bầu hả trời. Ủa, anh Tuấn Anh. Hả? Sao anh làm phục vụ đây vậy? Ủa, hai người quen nhau hả? Quen sao không? Ơi, ngồi nói chuyện nè. Anh Tuấn Anh chồng chị Thúy Loan mà. Ủa, sao anh làm ở đây chi? Ủa, hả? Anh là chồng chị Thúy Loan hả? Bậy, chị bậy quá, bậy rồi. Trời ơi, chị nghĩ sao vậy? Khách của quán em á toàn là những cư dân rất là hiện đại, ai cũng dễ thương hết. Không có ai mà vô đây làm những cái hành động bất lịch sự sổ sàng như vậy đâu. Ờ, không ai làm hành động bất lịch sự sổ sàng à. Em thấy cái lu ngồi một bên em không? Cái lu? Ờ, cái lu nè. Lu đó. Đó, ngồi một bên em đó. Đây, anh Tuấn Anh đây. Tưởng người ta là phục vụ, hành hạ người ta nha. Làm cái ly nước cam mà đem ra đem vô 40-50 lần gì đó. Vậy đó quá nha. Cái miệng của chị đó, em phụ 4 lần thôi. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.